Hello, xin chào các bạn nha, là Lan đây. Thì hôm nay Lan sẽ giới thiệu dòng xe Yamaha S155 màu sơn 3D cũng như màu jean để cho các bạn tham khảo ha. Thì kế bên đây là màu xanh đen nha, xanh đen. Wow, nhìn cái màu rất là đẹp luôn. Xanh đen nè mà có tem nổi nè, thổi tem nổi lên, chạy dài phía sau luôn. Chữ S một sitter 100 nó cũng là màu đỏ luôn, nhìn con xe nó rất là nổi luôn ha. Thì Lan sẽ cập nhật giá hiện tại bên Lan ha. Giá hiện tại bên Lan là 42 triệu ha, 42 triệu chưa bao gồm giấy tờ biển số nha. Khi mà các bạn đến cửa hàng mà có liên hệ số hotline 0392 391 592, có Zalo, thì Lan sẽ giảm cho các bạn thêm 2 triệu. Ngoài ra màu sơn 3D Lan sẽ bảo hành cho các bạn trong vòng 1 năm, có chạy xước bong chóc, các bạn cứ việc đem đến Lan sơn hoàn toàn miễn phí nè. Khi đến cửa hàng mua xe đó mà các bạn có liên hệ với Lan nè thì sẽ được giảm thêm 2 triệu nè. Ngoài ra phủ nano định vị nè, phụ kiện nè được giảm thêm 10-50% hé. Bên Lan còn rất là nhiều màu như các bạn đã thấy hé, màu xanh đen nè, đỏ đen nè, cam đen nè, xám xi măng nè, tím nè, rất là nhiều màu luôn. Thì màu á sẽ Lan sẽ ra cặp quẹt hợp lệ cho các bạn luôn hé. Giá 42 triệu là các bạn mua góp thì các bạn chỉ cần trả trước cho Lan tầm khoảng 5 triệu hé. Thủ tục gồm là căn cước công dân nha. Nếu mà các bạn có muốn làm gói lãi suất ưu đãi nữa thì các bạn chuẩn bị thêm cho Lan sổ bảo hiểm y tế nè, hoặc là bằng lái xe hé. Lan sẽ làm gói lãi suất cực kỳ ưu đãi luôn. Rồi nhanh tay lên, nếu mà các bạn có muốn sở hữu em này á thì nhanh tay lên nhắc máy gọi điện đặt lịch cho Lan để được giảm giá xe nè, được giảm giá phụ kiện nè. Ngoài ra thì được nhận ưu đãi với lại gói lãi suất cực kỳ ưu đãi nữa hết. Thì hôm nay Lan chỉ quay những em này thôi, hẹn gặp lại các bạn clip sau, Lan sẽ quay nhiều hơn nha.